Rồi, chào các bạn nha. Một con, hai con. Quá trời ơi, cốt trượt ơi. Quạt tẩu luôn. Áp quang nè, cốt trượt nè. Rồi, đứt bông, một con. Xuống đất, hai ba con luôn. Xuống đất. Rồi, một con ra đi. Hai con. Gan ha, gan ha. Cốt như lỗ tai thỏ luôn à. Ơi, con này cốt là trồng do luôn à. Con nào á, cốt sườn luôn rồi, bà nó ra á, bị giảm gió rồi, này con này quá là, con luôn máu quá. Bay qua hút bánh á, cát quang nè, rồi tiếp hả, cát quang nè, xuống nè, lì ha, lì ha. Ôi, quá lớn luôn. Ôi giời nè. Cáp quang à. La dữ hả? Thấy anh thấy thầy dìu lên la tiếp. Quá trời quá đất làm một cái hết luôn. Đi lùm nhiều hết. Đó, đó. Cáp quang à. Quá mạnh. Chịu gì nói. Cái văng hết kêu là hết gió rồi. Chỗ yếu rồi. Đen trời hả? Bút dây hết, cả bút dây hết.
bay không vậy? À, chịu bay, nằm dưới đất là bay. Vô kéo xuống bộ ơi. Quá động. Tập trung gỡ dây nha. Đó. Kéo nè. Quá xe nặng, còn 4 con. Hay xin ống đi nè. Đeo tay vô xuống. Ôi. Gãy luôn chứ vụt vậy, gãy luôn rồi. Gãy cúp rồi. Cỡ nào rồi, giáo mình quay đến đây kết thúc nha các bạn, quá trời gió rồi, chào các bạn nha.